Rồi, bắt đầu tiếp tục mình cưa cây này. Cây thứ hai trong ngày. Đấy. Cây này nói chung nó cao thiệt nhưng mà cái nhà cái bên đây xả tự do vô lông cao su được. Nhưng mà nhánh nhỏ thôi. Gãy cao su tại đạt chết. Nhánh nhỏ là được. Nhỏ nhỏ thì ok. Giờ được dài nhánh. Ôi trời. Loại xà cừ lọt vỏ này đi cẩn thận. Chặt chết à. Xô nhánh sẽ giống về bên kia. Trong lâu xô mà cũng giống lại nè. Chúng hàng gào. Rồi, ok. Nhánh thằng nặng á. Là biến lên trên. Rồi, an toàn. Đó. Vậy thì đi cái đứng đã lắm, tới đi cái nằm nè. Đấy. Chỗ này bắt ông. Bắt ông hồi ngày qua. Đấy. Còn ông treo xuống.
Tao canh mày lắm rồi. Tưởng mày ở đó hả? Rồi, im. Giờ mình cắn hai nhánh này, nạp gì bên đó. Xong chừa cái nạn hai này. Xíu mình giống cái tược đó qua đây đợt. Chứ cắt nó luôn chùa lũi là mệt lắm á. Tại bên kia không có, bên kia ngã không được. Xe vô không được, chỉ đường bên đây à. Được chưa? Nặng ưng. Rồi kéo ra khỏi hàng rào. Có hàng rào dưới nữa. Ba bên bốn phía. Rồi cho mấy ổng từ từ làm đi. Quờ quá. Rồi lâm. Rồi cắt luôn chỗ trống. Hay quá. Rồi xuống đi. Xuống. Rồi đẹp. Quá im. Tới đọt. Tới đọt này. Đọt công. Ồ, dính không ấy. Vừa vừa. Rồi xuống. Ừ. Cạn hết luôn. Vô rồi, vô. Cái mái nhà. Cái cầu tiêu. Đấy. Xong cái đọt là thấy khỏe rồi. Rồi, an toàn. Nhắm ngay cụ tôi ỉa vài cái là sập luôn à. Một em. Lóng thứ hai. Nó nghiêng bên kia rồi. Nó nghiêng bên kia mở miệng bên đây nó không chịu ngã à.
Bùm. Rồi lóng này giống dây đây đi.
Thôi về dục dây lên, lật gốc. Sợ vô chuồng gà không? Đây. Hả? Tót mồ hôi hộp luôn. Rồi. Ok, ngon lành.